Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây nguy cơ chậm tiến độ. Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây được Bộ Giao thông Vận tải chốt tiến độ cuối cùng đến ngày 30 tháng 4 tới phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, với việc tái diễn tình trạng thiếu nguồn đất đắp như hiện nay, việc hoàn thành toàn bộ dự án lại đứng trước nguy cơ bị trễ. Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, nếu không sớm giải quyết được nguồn đất đắp đến thời điểm ngày 30 tháng 4, gói thầu số 4 có khả năng chỉ hoàn thành xây dựng phần tuyến chính phần đường cao tốc. Trong khi đó, các hạng mục còn lại như đường gom dân sinh, đường song hành, đường dẫn các đầu cầu vượt rất khó để hoàn thành. Chậm tiến độ cũng là nguy cơ hiện hữu tại gói thầu số 4. Với gói thầu này, việc thi công phần tuyến chính của dự án đang đáp ứng được tiến độ đề ra. Tuy nhiên, cũng như gói thầu số 3, do thiếu nguồn đất đắp nên các hạng mục đường gom dân sinh, đường song hành và đường dẫn các đầu cầu vượt cũng khó đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu. Theo cấp phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất dôi dư sử dụng làm vật liệu san lấp phục vụ dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây có thời hạn thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đến thời điểm trên, các dự án này đều đã tạm ngưng thực hiện vì hết thời hạn được cấp phép. Chính vì vậy, nguồn đất đắp cho dự án cũng bị ngưng cung cấp từ thời điểm trên. Phát biểu tại buổi làm việc về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh đầu tháng 2 vừa qua, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lê Quang Bình cho hay, nếu không giải quyết được vướng mắc về vấn đề đất đắp nền đường thì khả năng đến ngày 30 tháng 4 tới, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây sẽ không thể hoàn thành và đưa vào khai thác.